Hallelujah, chúng con cảm tạ Chúa vì thời gian trong buổi sáng hôm nay Ngài đã ban cho chúng con để chúng con thờ phượng và chúng con thờ phụng Ngài. Chúng con cũng cảm tạ Chúa về những điều những ơn lành mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con ngước mắt nhìn lên núi. Chúa ơi, sự tiếp trợ của chúng con đến từ đâu? Từ Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên trời đất. Ôi Chúa, cảm ơn Chúa về sự tiếp trợ của Ngài. Hôm nay hội thánh của chúng con có buổi lễ tạ ơn Ngài và coi như là chúng con đã mời quý đồng hương từ Quốc Lâm yêu đến đây để cùng nghe lời của Chúa, để cùng biết lời của Ngài và biết được những ơn lành của Ngài trong đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài vô cùng. Ôi Chúa, Ngài phán với chúng con rằng Ngài có thể ban cho chúng con nhiều ơn duyên dặn hơn nữa, hoặc Ngài có thể cất đi hết tất cả mọi sự. Ôi Chúa, và những điều mà chúng con có được ngày hôm nay là do Chúa ban cho chúng con. Hôm nay để tỏ lòng biết ơn Chúa, chúng con có một số tài vật để dâng lên cho Ngài. Xin Ngài cũng hãy sử dụng số tiền này và phát triển hội thánh của Chúa tại đây ngày một rộng hơn nữa và nhiều người biết đến Chúa hơn nữa. Xin Ngài cũng hãy ban phước trên ông mục sư, ban chấp sự và hết thảy chúng con là người có tấm lòng dâng hiến, để sau này chúng con có sức khỏe, có việc làm để chúng con có thể dâng hiến rời rộng hơn nữa vào trong lòng Ngài để phát triển trong hội thánh của Ngài. Một lần nữa chúng con xin giao phó tất cả mọi sự trong cái tay yêu thương của chính mình Ngài. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thank you.